Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Ngô Đô. Thì ngày hôm nay tiếp tục em lên hướng dẫn cho bác và anh em cách chỉnh đường music cho dòng vang X3, X5, X6, X7, X8, X10. Thì các bác và anh em đang dùng những dòng vang X thì các bác và anh em chưa biết làm sao chỉnh để nghe nhạc hay nhất trên dòng vang X thì em sẽ chia sẻ cho bác và anh em trên video này. Thì mong rằng các bác và anh em xem video của Trần Hưng thì cho Trần Hưng xin một nút like và ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ngày một phát triển hơn. Đấy thì uh, khi các bác và anh em muốn chỉnh uh, tiếng nhạc cho dòng vang X thì uh, thông thường ở trên những dòng vang uh, X3, X5 và X7, uh, X8 và X10 thì nó sẽ có cái nút là s temp, còn uh, trên nút uh, còn trên dòng vang X6 thì nó sẽ có nút là utility này. Đấy thì uh, khi các bác và anh em muốn kiểm tra là cái độ nhạy tín hiệu đầu vào của đường nhạc của mình nó là bao nhiêu các bác nhá thì các bác em sẽ bấm vào cái nút này đấy ulti dt này đấy thì uh, trên màn hình này nó sẽ hiển thị là input tức là tín hiệu đầu vào thì con vang này đang sử dụng tín hiệu là in một tín hiệu đầu vào uh, cho đường nhạc thì uh, chiếc vang x thì thường nó sẽ có in một và in hai các bác nhá và cái quan trọng cái phần gain này, này. đấy phần gain này các bác này Đấy, phần gain này thì về cái phần gain này thì nó sẽ có 0 dB này, 3 dB và 6 dB. Tuy đây là chỉnh độ nhạy cho đường nhạc các bác nhá, chỉnh độ nhạy cho đường nhạc. Thì các bác và anh em để ở 0 dB. Thì thông thường thì 0 dB này là cái chế độ của đầu vào là thấp nhất độ nhạy thấp nhất có nhá thì khi các bác và anh em để không đi này thì cái tiếng nhạc của mình nó nghe nó rất lì tiếng nó không được thoát đấy thì các bác và anh em sẽ chỉnh lên 3 dB và 6 dB. Đấy thì trường hợp nào thì các bác và anh em thay đổi cái độ nhạy tín hiệu đầu vào cho được nhạc. Đấy, chẳng hạn các bác và anh em dùng những chiếc đẩy sáng tiếng có độ nhạy cao thì các bác và anh em có thể là để không dB các bác nhá. Đấy còn các bác và anh em dùng những cái dòng đẩy mà cái độ nhạy của nó kém thì có thể là để 3 dB đến 6 dB thì thông thường thì cứ để cho em là 3 dB. Nếu mà để cao quá thì thông thường các bác và anh em dùng những cái thiết bị ở phía dưới nó có độ nhạy cao như là những con đẩy mà nó có độ nhạy cao ấy. Đấy thì khi mà để cái này thì nó thường nó sẽ gây vỡ và xé tiếng các bác nhá Và bây giờ mình sẽ test thử cái tín hiệu cho các bác và anh em là từ 0 dB và 3 dB, 6 dB. Đây, đây là tiếng nhạc đang ở ngon nhá, bay chuyến 3 để suy danh này. Mấy bài phép chuyến sáng nào 6:10 Đấy thì khi mà các bác và anh em à Uh, nhận hay là đang dùng những chiếc vàng X thì các bác và anh em cảm thấy là các bác và anh em nghe ở cái chế độ nhạy không để hay là ba để hay là sáu để cái chế độ nào để hay nhất thì các bác và em để cho em có nhé đấy thì đây em con vàng này sẽ để không để cbn ba còn uh, các bác và anh em muốn chỉnh uh, đường nhạc thì ở trên những cái dòng vàng X thì nó sẽ có cái phần music này đây, đây là music các bác nhá bấm vào music này đấy thì uh, music này thì uh, nó sẽ có HPF tức là cắt tần số thấp này đấy bấm vào nút down để cắt tần số thấp thì cái cần tần số thấp này thì các bác và anh em muốn nghe giải trầm ở bao nhiêu thì các bác và anh em có thể là để chẳng hạn các bác và anh em nếu mà không dùng loa hỗ trợ trầm ở ngoài thì các bác vẫn có thể là để 50 Hz để mình nghe được những cái tiếng siêu trầm các bác nhá nếu mà các bác và anh em mà không dùng loa siêu trầm mà các bác và anh em lại cắt cao quá lên như thế này cắt qua cao lên 120 thì những cái giải trầm mà dưới 120 Hz thì các bác và em không thể nào nghe được đúng không ạ? Thì các bác và em phải tìm những cái giải trầm 60 Hz, 50 Hz để các bác và em nghe những cái giải siêu trầm của các nhá. Còn khi các bác và em dùng loa trầm hỗ trợ thì các bác và em có thể là cắt lên 110, 120 đúng không ạ? Đấy thì cái loa lời của các bác và em nó sẽ hoạt động cái giải trầm là từ 120 Hz đổ lên. Còn dưới 120 Hz thì loa trầm nó sẽ đảm nhiệm các bác nhá. Đấy và bắt đầu bấm vào phần music nữa này. đấy thì khi mà các bác và anh em muốn điều chỉnh equalizer thì các bác và anh em phải hiểu cái thông số uh, cài đặt của equalizer. thì các bác và anh em phải kiểm tra xem là cái cái đường music của mình nó sẽ có bao nhiêu cần equalizer để các bác và anh em cài đặt đúng không ạ? thì trên dòng vang x thì nó sẽ có 7 cần equalizer để điều chỉnh cho tiếng nhạc các bác nhé. Đấy thì uh, đây là cần equalizer số 1 thì con chuột đang nhấp nháy ở cần equalizer số 1 rồi, đúng không ạ? Thì trong phạm vi cần equalizer số 1 thì nó sẽ có những cái chương trình cài đặt cho cần equalizer số 1 như là uh, PEQ các anh nhá, PEQ này. Chuyển sang PEQ này. Và LSEQ này. Và HSEQ các anh nhá. Đấy thì thông thường thì các bác và anh em vào equalizer thì nó sẽ là PEQ các anh, -E các anh nhá. Còn chuyển sang là LSEQ thì cái cần equalizer này nó sẽ thiên về giải trầm này. Còn chuyển sang là HSEQ thì cái cần equalizer số 1 này nó sẽ thiên về giải cao các bác nhá. Đấy thì uh, tí nữa thì em sẽ test ở cái chế độ là pq này và LSEQ này và HSEQ các bác nhá. Đấy thì đây em cứ để là pq đã. Đấy. Và chương trình cài đặt cho cần equalizer số 1 thì nó sẽ có là cắt giải tần, cắt tần số giải tần cho cần equalizer số 1. Đấy thì các bác và anh em muốn cần equalizer số 1 của mình nó đảm nhiệm ở bao nhiêu Hz? Chẳng hạn các bác và anh em muốn cần equalizer số 1 này nó đảm nhiệm ở 40 Hz. Để các bác và anh em nghe được những cái giải siêu trầm của giải 40 Hz đúng không ạ? Thì khi các bác và anh em muốn tăng hay là muốn giảm cần equalizer số 1 thì các bác và anh em sẽ đưa chuột xuống cái phần gain này. Đấy để các bác và anh em nâng cần equalizer số 1 lên. Đấy, nâng cần equalizer số 1 lên đúng không ạ Nâng cần equalizer số 1 lên Để nghe được những cái dài Siêu trầm Ở 40Hz đúng không ạ Đấy, và sang phần quy Tức là biên độ Dốc của cần equalizer các Biên độ dốc của cần equalizer Thì khi mà các bác và anh em Để ở uh, Chế độ là 1.00 Đấy, quy là 1.00 đây là biên độ dốc các bác nhá thì em sẽ đi vào phần mềm để các bác và em hiểu đấy thì uh, đây là cần cái qua đơn số 1 này chẳng hạn các bác và anh em uh, để biên độ của nó là đây biên độ của nó đang là 2 chấm 20 có nhá thì uh, cái cần qua laser số 1 nó sẽ lên như này nó lên như này Đấy, nó lên, như này. đấy nó lên như này, lên xuống như này và nó sẽ không ảnh hưởng đến cần qua laser số 2 đúng không ạ? Nếu mà bây giờ các bác và anh em để cái Q là 1. Đấy thì khi các bác và anh em lên cần qua laser hay xuống cần qua laser số 1 này nó sẽ kéo theo cần qua laser số 2 xuống đúng không ạ? Đấy thì cái biên độ quy này thì các bác và anh em cứ để cho em tầm 2.5 các bác nhá, 2.5. Đấy 2.5. Đấy 2.5. 2.5 các bác nhá. Và sang cần qua laser số 2. Đấy, sang cần qua laser số 2 thì các bác và anh em muốn cần qua laser số 2 này nó đảm nhiệm ở giải tần bao nhiêu? Chẳng hạn cần qua số 1 vừa cho đảm nhiệm là 40 Hz rồi đúng không ạ? Thì cần equalizer số 2 thì phải cho đảm nhiệm từ 100 Hz đến 160 các bác nhá. Thì đây em sẽ cho nó đảm nhiệm là 143 đấy thì khi em muốn nghe cái giảm tần đấy 143 thì em sẽ đưa chuột xuống phần gain để tăng gain này đấy tăng gain hay là giảm gain đấy các bác nhá của cần quay số 2 sang cần equalizer số 3 cần equalizer số 3 là cho hoạt động ở giải là 255 hz này cần quay số 4 hoạt động ở 680 hz và cần quay số 5 Hoạt động ở 1000Hz này Còn Equalizer số 6 hoạt động ở 5770Hz Và cần Equalizer số 7 Cho hoạt động là 16000Hz các bác nhé Đấy 16000Hz Đấy thì à, Một giải âm mà Tai con người nghe được các bác nhé Tai con người nghe được là từ 20Hz Đến 20kHz Đúng không ạ Thì bây giờ chẳng hạn các bác em muốn cần Equalizer số 7 này nó đảm nhiệm ở 18.000 cũng được 14.000 cũng được và 12.000 cũng được các bác thì các bác và anh em cảm thấy cái giải âm chép tức là giải âm cao đấy ở phạm vi nào thì các bác và anh em để chẳng hạn muốn cho cái giải âm là 16.000 hz này cho cần equalizer số 7 đảm nhiệm Đúng không ạ Thì khi các bác và anh em muốn tăng hay là muốn giảm Thì các bác và anh em sẽ điều chỉnh ghen này Đấy quy thì các bác và anh em cứ cho cho em về là Là, là 2.5 các bác nhé 2.5 Đấy thì uh, uh, Các bác và anh em nếu mà Dùng Những cái dòng vang số Thì các bác và anh em phải hiểu được cái giải âm của nó Giải âm mà tai con người hoặc Nghe được là từ 20Hz Đến 20kHz đúng không ạ Thì uh, giải âm bát nó sẽ hoạt động từ 20Hz đến 201Hz các bác nhé. Còn giải âm trung nó hoạt động từ 250 đến 5kHz. Đấy. Còn giải âm chép nó hoạt động từ 5k đến 20.000Hz các bác nhé. Thì các bác và anh em muốn điều chỉnh phần nào thì các bác em có thể là tự mình tăng lên. Đấy thì uh, về phần uh, nhạc của dòng vang X thì nó sẽ có liên quan đến 7 cần equalizer để các bác và anh em can thiệp này các bác nhé thì khi mà các bác và anh em muốn thay đổi PEQ sang LEQ hay là HEQ thì em sẽ đi vào trực tiếp để các bác và em cùng cảm nhận phần uh, PQ này hay là LSEQ hay là HSEQ thì cái này thì uh, cũng rất nhiều ít các bác mà anh em hướng dẫn ở trên kênh các anh em thì uh, khi mà các bác và anh em muốn thay đổi giải âm đấy chẳng hạn các bác và anh em muốn cho cái giải âm thiên về giải bát thì các bác và anh em để LSEQ cho cần số 1 này đấy và muốn thiên về giải cao đấy thì để phần HSEQ các anh nhá đấy thì các bác và anh em cứ thay đổi sang LEQ và HEQ để các bác và em cảm nhận là xem là cái sự khác biệt giữa cái LEQ và HEQ và PEQ. Đấy thì trong phạm vi điều chỉnh của đường music đấy thì nó chỉ có 7 cần equalizer để các bác và anh em điều chỉnh giải âm bát và giải âm trung và giải âm chép các bác nhé. Khi các bác và anh em muốn nghe những cái giải bát thì các bác và anh em sẽ điều chỉnh cho em là cần số 1. Đấy, nâng gain hay là giảm gain sang cần cái equalizer số 2. Đấy, các bác và em có thể là nghe giải âm bát ở 143Hz thì các bác và em có thể là nâng gain hay là giảm gain hay là các bác và em có thể là thay đổi cái Hz này. Các bác và em muốn cần cái equalizer số 2 này nó đảm nhiệm uh, là 143 hay là 150 hay là 160 hay là 170 hay là 180 thì các bác và em có thể là điều chỉnh nha các bác nhé thì không phải là cái giải bát nào cũng phù hợp với đôi tai của các bác và anh em thì các bác và em có thể là tự thay đổi cái HZ này cho cần equalizer số 1 và cần equalizer số 2 đúng không ạ và sang cần equalizer số 3 là những cái giải âm trung giải âm trung thì nó thường là những cái giải uh, lời của ca sĩ hát đúng không ạ lời ca sĩ hát thì các bác và anh em có thể là tăng cái những cái giải âm trung ở giải là 255 HZ này hay là giảm này hay là sang cần qua số 4 là những cái giải âm trung cao đấy các bác và em cũng có thể là tăng gain hay là giảm gain này sang cần qua số 5 các bác nhá thì à, uh, đây là những cái giải trung sáng đấy giải trung sáng thì các bác và em có thể là uh, cho nó đảm nhiệm là 1.000 hay là 1.500 hay là 2.000 đấy thì khi các bác và em muốn tăng gain hay là giảm gain cho cần cái quay số 5 là những cái giải trung sáng còn uh, sang cần cái quay số 6 là Đảm nhiệm ở cái vị trí là uh, 5.000.000 7 8.000 thì uh, đảm nhiệm ở những cái giải này là những cái giải đàn k 6 nhị có nhận đàn ca 6 nhị thì khi các bác và em muốn nghe rõ những cái giải đàn ca 6 nhị thì các bác và em sẽ tìm đến cần que số 6 này các bác và em tăng game đấy hoặc là nếu mà nghe nó chói quá thì có thể là giảm game đúng không ạ còn sang cần quay laser số 7 thì nó sẽ đảm nhiệm ở những cái giải là siêu tép có nhá siêu tép là những cái giải lanh tanh tí tách đấy lép chép lẹp chẹt rồi tiếng gió đấy thì thì các bác và em muốn cần quay số số 7 này nó đảm nhiệm ở 12.000 đấy hay là 14.000 16.000 17.000 18 18.000 đấy các bác em thì các bác và em có thể là điện tự mình điều chỉnh cái phần HZ này rồi các bác và em có thể là tăng gain hay là giảm gain cho nó các bác nhá đấy Đấy thì về cái phần chỉnh music này thì nó cũng chỉ có 7 cần mỹ equalizer để các bác và anh em điều chỉnh và thay đổi giải tần thôi các bác ạ à. Đấy thì nó cũng khá đơn giản Thì các bác và anh em uh, xem video này thì các bác và anh em hiểu là cách chỉnh nhạc cho những dòng vang x là ok đúng không ạ Đấy thì các bác và anh em chỉnh xong thì các bác và anh em lưu lại bình thường Đấy, Như những dòng vang x khác Đấy bấm vào server Đấy bấm 2 lần xong bấm vào đang là lưu Đấy thì... Uh, Uh, các bác và anh em vào xem kênh của Trần Hưng thì cho Trần Hưng xin một nút like và ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh này phát triển hơn các bác nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.